Bây giờ là em mới làm quen hai bạn này thôi đúng không? Thế à? Nhưng mà ở đây có bắt vợ mà em. Ở đây có bắt vợ mà sao em không tổ chức kéo vợ luôn? Tí nữa. Em mà như thế nhưng các bạn nam này kéo vợ thì em có đồng ý không? Nếu như là mọi người kéo ấy. Bây giờ em kéo xong là anh quay nhá. được. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và đây là một cái chuyến du xuân nữa của mình. Một cái nội dung nữa mà trong cái chuyến du xuân mà đi lên vùng cao và đi chơi các lễ hội của người đồng bào mình trên này các bạn nhé. Và mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh mà mọi người đi chơi xuân, du xuân và những cái lễ hội. Cái thời tiết mà đầu xuân này ở trên vùng cao khá là lạnh các bạn. Trước mắt các bạn có thể nhìn thấy những cái đám mây mà nó đang bay lơ lửng đấy các bạn. Lạnh lắm, nói chung là cái thời tiết hiện tại bây giờ ấy, mà cái chỗ mình đứng thời điểm này là 6 độ C thôi. Mọi người đang di chuyển lên cái hội này các bạn. Và mình sẽ vào hội nhé, có gì hay nữa mình sẽ ghi lại. Rồi mình đã đến đầu cái hội các bạn. Đó, có rất là nhiều cái lễ hội, cái hoạt động các bạn nhé. Thì từ mình sẽ tìm hiểu và ghi lại cho các bạn xem. Mình đang thấy mấy cái chú ngựa đây rồi. Ngựa à? Mấy con ngựa rất là to các bạn. Các kỵ sĩ người ta đang dắt ngựa ra. Khả năng là sẽ có đua ngựa hoặc là để cho du khách người ta cưỡi hay sao các bạn. Khả năng là cho du khách cưỡi. Đây là một con, nhiều con này nhỏ hơn. Mình nhai đằng này đi. Anh ơi, mấy con ngựa này là để đua à? Cưỡi được ạ? Đang nghỉ, cưỡi thù. Thế là cho mọi người cưỡi ấy ạ? Con này mới là ghê gớm này, con này đẹp này. Đó. Mình đang đứng sau một con ngựa chỉ sợ nó đá thôi. Con này to nhất đấy. Anh ạ? À? Xem ghi hình con ngựa chút ạ. Đó, con này. Mua vào. Con này to nhất đấy nhỉ. Vùng cao mình ở trên này thì con ngựa chính là một cái con vật nuôi khá là phổ biến các bạn. Tại vì là con đường, quãng đường đi ấy, xấu thì chủ yếu là ngựa để thồ thôi. Ở đây một con nữa. Thì nó cũng giống các lễ hội khác mà mình đã từng ghi hình và đưa lên các bạn. Mọi người thì chơi những cái trò chơi ném bóng, bắn cái phi tiêu bóng ấy các bạn. Và những cái trò chơi. Mọi người hiện tại thì còn khá sớm các bạn nhé. Còn những cái hoạt động khác thì ở mép bên này cơ. Mình sẽ đi ra bên này. Mọi người mới đang từ từ di chuyển từ nhà mình thôi lên lễ hội. Lễ hội tổ chức trên một ngọn đồi khá là cao các bạn. Đằng này có một bạn, mình nhìn thấy một cái váy rất là sặc sỡ. Váy màu trắng. Thử ra đây nói chuyện với bạn xem nhé. Chào em, đây là em gái hay là... Cháu của em ạ. Cháu em ạ. Vâng, đây là mẹ. Mẹ em đây đúng không? Cô ạ. Thế là nhà em là tít lên trên kia? Không, nhà em ở bên tận bên kia cơ. Nhưng mà đi hội thì em để xe ở trên kia. Thảo nào anh bảo thấy di chuyển trên xuống. Cô ơi, nhà mình tuần rẻ chứ cô? Nhà mình tuần rẻ chứ ạ? Đâu, có tuần chưa bao nhiêu? Chưa. Con gái của cô ấy ạ? Mẹ em không biết nghe mấy đâu ạ, mẹ em chỉ nghe được cái từ
Thế à? Em lên lễ hội này là ngày hôm nay là ngày cuối rồi, hôm qua hôm kia em có lên không? Hôm nay là ngày đầu tiên em lên, tại vì là hôm đi khai hội của em là ở trên Cán Cấu. Ai đi Cán Cấu à? Em lên Sĩ Tráng và ngày thứ ba của em là đi lên hội Pha Long ở Cơ. Hôm nay là ngày đầu tiên em ra hội Bắc Hải. Có nghĩa là em đi 4 hội. À, đi tận Pha Long rồi? Vâng, đi tận Pha Long về rồi. Ôi à. Thế năm nay em may mắn lắm đấy, đi cả 4 hội. Còn vẫn muốn đi nữa nhưng mà hết Tết rồi. Nhưng mà đi như thế thì bắt được anh nào chưa? Em bắt được nhiều lắm rồi ấy. Em cứ ở nhà thôi. Khiếp thật. Để hết ở nhà. Vâng. Hướng này thì mọi người đang chơi cù các bạn, hay gọi là quay ấy. Mình sẽ ghi hình mọi người đánh xong. Từ hướng này thì các bạn có thể nhìn thấy xuống cái thị trấn Bắc Hà, một cái thị trấn du lịch mà mình đang đi. Đây là hai bạn đang sửa soạn cái đi hội một mình thôi em. Xin chào. Hai bạn nữ kia đã nhập lại với hai bạn, những cái bạn này. Mình sẽ ghi hình bọn này các bạn đi. Các bạn, 3 điểm rồi. Lượt thứ 2. Lượt thứ 3. Rồi, 3 điểm. Đi ra em ơi. 3 điểm. Lấy ra đi anh ơi, Chúa, chúa rồi chứ. Chúa có cái đinh đâu mà. Chúa rồi. Mang vào đôi nó là khởi đôi vậy. Ồ, 6 điểm. Rồi, 3 điểm. Ôi dồi ôi dồi. 3 điểm. Tiếp theo, lượt thứ 2 của vòng 6 mét. Khá là nhiều sương mù, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh các bạn. Lúc sau mình sẽ ghi hình tiếp nhé. Nó rét kinh khủng khiếp luôn các bạn. Ví dụ như là các bạn này, các cô này đang co ro luôn đấy. Ví dụ như bạn này đang đi lễ hội luôn. Ai cũng lạnh luôn. Khoác bên ngoài một cái áo và thêm cái khăn nữa. Mình cũng thể có một cái khăn. Lạnh lắm. Đi khá sớm không các bạn? Một cái thời điểm này hiện tại bây giờ là 10 giờ sáng rồi đấy. Sương mù dày đặc như này mà. Trong trường trường sơn. Không. Cái tỉnh này thân lô đánh nhà mày tính rồi. Lấy ra.
hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Đây. 7 năm. Cố lên, cố lên. Cầu thang mà. 8 năm. 8 năm. Các bạn bảo phố có lên. 9 năm. 9 năm. Bao nhiêu? 8. 6. 6, 8. 6, 9. 6, 9 nha. Các bạn, các đúng em Văn. Có ngoài xem. Chạy trong đây. Em bé mấy tuổi rồi anh? Hả? Em bé 5 tuổi à? 5 tuổi rồi. Ôi giời, dũng cảm thật đấy nhỉ. Cháu biết cưỡi từ mà mấy tuổi ạ? 4 tuổi ạ. Ui ồ. Kỵ sĩ đấy, kỵ sĩ 5 tuổi đấy. Kéo sang bên này, kéo sang bên này. Con này nếu mà bán thì bao nhiêu tiền này? Không bán rồi. Nếu như mà bán cơ? Không bán, bao nhiêu không bán. Thì nếu như mà... Vô giá rồi. Con này được đạt được những cái giải gì rồi? Nếu mà đùa ở huyện mình. Mấy con non đó mà. Mấy tuổi? 3 tuổi thôi. Ô con này 3 tuổi ạ? 3 tuổi thôi. Con còn chưa thay răng đâu mà. À tức là nhà mình có mấy con ạ? À còn 2 con thôi. 2 con. Con bé nữa là 3 con. Tức là mình nuôi bây giờ để làm du lịch thôi chứ anh nhỉ? Nuôi vừa để mình thu. À. Thu với lại để cưới, chơi với là làm du lịch thôi. Mình ở xã nào anh? Ta Chải. Ta Chải thì rất là cay. Tìm được con ngựa ngoan này khó tìm lắm. Nó phải ức nó to đúng không ạ? Con này cũng ngoan đúng không ạ? Ngoan. Nhiều sợ... con trẻ con không cưới thế đâu. Con này nó cắn đấy nhỉ? Không cắn nó thoải mái sơ mà. Ôi em sợ lắm. Thoải mái đâu mà, không sao đâu. Thoải mái sơ mà. Trẻ con nó... Em sợ cái nào? Nó ngứa mà. Trẻ con nó thoải mái nhấc chân nó lên không sao đâu mà. Thằng cô con thoải mái nhấc chân nó được mà. Con này không đong bóng đúng không ạ? Chưa đóng mà đi đến mùa đi... Đi đến này, thằng cô con nhắc được chân nó lên. Ôi. Con này ngoan nhỉ? Ngoan mà. Nhắc hai chân nó, bốn chân nó thấy hên nó được nhắc hên rồi. Vâng. Một con ngựa rất là thuần các bạn. Mình quay lại mình chút hình ảnh con ngựa này. Lúc sau là đi lễ hội tiếp các bạn nhé. Mọi người đang tập trung khá là đông rồi. Ngựa lên kia rồi. À xem bạn này bán lên ngựa kiểu gì nhá. Đắp chân lên. Kỵ sĩ 5 tuổi thôi. Qua này còn bao nhiêu? Đấy. Thì tại sân có 5 con ngựa các bạn. Mình thấy con này thì ngoại hình thì đẹp nhất.
bạn xinh gái lại cho mình đi chơi Tết với. Đi chơi lễ hội với em. Bạn xinh xinh ơi. Bây giờ là em mới làm quen hai bạn này thôi đúng không? Thế à? Nhưng mà ở đây có bắt vợ mà em. Ở đây có bắt vợ mà sao em không tổ chức kéo vợ luôn? Tí nữa. Em nói như thế nhưng các bạn nam này kéo vợ thì em có đồng ý không? Nếu như là mọi người kéo ấy. Bây giờ em kéo xong là anh quay nhá. được. Bây giờ anh sẽ kéo. Em là em cũng như là người nổi tiếng thôi. Không phải, bây giờ em cứ cho anh kéo thử thôi. À kéo thử. Đấy, kéo. Nếu mà lỡ thì kéo về nhà luôn được. Kéo thật đi em, làm thật đi em. Bạn này xinh mà. Hai bạn ấy ngại đi mất rồi các bạn. Bọn mình sẽ lên di chuyển lên cái chỗ người ta làm lễ hội kia nha các nhá. Đi theo bạn này tán gái các bạn nhá. Để xem bạn này có tổ chức kéo được vợ không. Ờ đi. Mình đi theo chân một bạn nam và hai bạn nữ nữa. Để xem các bạn ấy làm quen tán nhau các bạn nhá. Hy vọng là sẽ có những cái thước phim hay cho bạn xem. Rồi. À, lại gặp nhau ở đây nhỉ. Ờ, xin chào nhá. Hai bạn đã đi nhanh gói rồi các bạn. Bọn mình đến cái chỗ này thì bán cái dụng cụ dân tộc, nhạc cụ dân tộc thì nói sai, chính là sáo các bạn. Một bạn này nữa thì hai bạn cùng nhau bán à? À thế được rồi. Em có biết thổi sáo đúng không? À, thật được rồi. Được, em thể hiện một chút được không? Hai bạn đi cùng nhau, cứ đứng cùng nhau đi cho vui em.